Chào các bác, hôm nay và quay và test cho các bác một em âm ly khủng, em âm ly receiver, giá rất là hợp lý. Tuy nhiên chất âm hay và ngoại hình lại khủng. Em này là Sansui QRX 7001 dòng 4 channel cho chất âm tuyệt vời và cái hình thức của nó rất là gấu và đồ sộ, size lớn. Em này là cái size chiều ngang của nó là 54 cm. Và size rất là lớn luôn. Đấy, nó khủng hơn cả con Sansui 7070 em đặt ở bên dưới nhá. Tuy nhiên thì giá con QRX 7001 lại mềm hơn rất là nhiều. Dòng này thì cho một cái chất âm rất hay. Đấy, dòng này thì cho một cái chất âm rất hay và cái hình thức nó đẹp, thiết kế gấu. Mặt mũi đây, các bác xem, mặt mũi đẹp sáng choang luôn. Đấy, núm nút là còn sắc bén, đèn đóm sáng choang các bác nhé. Dòng 4 channel có thể chỉnh được bát chép của từng kênh riêng biệt. Hai cái này chỉnh bát chép của kênh front, hai cái này chỉnh bát chép của kênh black và có cân bằng hai vế đầy đủ các bác nhé. Có lao lướt AM FM và có một cái hệ thống equalizer ở đây. Đấy. Máy chạy đa cầu điện, có thể chạy được điện 220V. Đấy. Và đánh 8 sò sắt scan. Mặt mũi đẹp không tì vết. Trên đây là có một cái lắp gỗ ở trên. Đây. Đấy, cái lắp gỗ còn rất là đẹp luôn. Đấy, và em đã tháo sẵn ra rồi, quay cho các bác xem cái phần nội thất. Nội thất của em này thì sắt xi 7 màu, vàng ươm luôn, vàng rực, nguồn to khủng bố, nguồn to hơn 7070 các bác nhé. Đây các bác xem. Đấy, rất là đẹp, 7 sắc cầu vồng luôn. Đây ạ, 7 sắc cầu vồng. Ở đây là 8 em sò sắt, mỗi vế là 4 em, 1, 2, 3, 4 này. Bên này 1, 2, 3, 4 này, 8 em. 8 em này là 8 em scan. Đấy, nguồn rất là to, khủng. Ở phía đằng sau đây, mới đét luôn. Cái phần guarantee ở trên cái tem này còn chưa lột luôn. Đấy, anten các thứ đầy đủ, các cái rắc AV sáng choang. Con này thì rất là hay. Hai bên này có hai cái úp bằng nhôm. Đấy, và bên trên lắp thì lắp gỗ. Mặt mũi đẹp không chảy xước, đánh loa AB riêng biệt. Đấy, con này thì để cho các bác mức giá rất là tốt, đó là 18 triệu đồng. Cho em QRX 7001, hàng rất hiếm nhá các bác nhá, không có nhiều đâu. Các bác nào cần receiver thì các bác chơi em này. Đấy, chơi em này, đó là 18 triệu đồng. Em sẽ test nha. Em test trên cặp loa Pioneer khủng bát 40. Cặp Pioneer set 703 bát 40 mới như đập hộp luôn. Để cho các bác nghe, con này 18 triệu, con loa 16 triệu rưỡi, các bác chơi cả bộ đều ok. Triệu cho em QRX 7001 con bổ rẻ, các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần. Xin chào và hẹn gặp lại.